Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là bộ đôi Thông điệp của nước và Bí mật của nước đến từ tác giả Masaru Emoto. Chúng ta đều biết nước là nguồn gốc của sự sống, mọi thứ đều bắt đầu từ đại dương. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi nước từ đâu đến chưa và đại dương xuất hiện trên hành tinh này như thế nào? Thông điệp của nước sẽ trả lời cho những câu hỏi đó. Còn bí mật của nước sẽ kể về hành trình của nước trên trái đất cùng những điều kỳ diệu mà nước mang đến cho mọi loài. Những ý tưởng được trình bày trong bộ đôi hai quyển sách này đối với mình thực sự thu hút vì cái sự mới mẻ của nó. Tinh thể nước có hình lục giác giống như kiểu những cái bông tuyết trong phim hoạt hình đó, là tác giả thông qua việc chụp ảnh các tinh thể nước để mang đến cho người đọc những câu chuyện đầy bất ngờ. Nước cũng có cá tính nha. Không có hai tinh thể nước nào hoàn toàn giống nhau và nước ở những cái khu vực khác nhau sẽ cho ra những cái hình dạng tinh thể cũng khác nhau. Chỉ có nước tự nhiên mới có thể kết ra được thành hình tinh thể, còn nước đã qua xử lý hóa chất như là nước máy thì không. Nước được tiếp xúc với nhạc giao hưởng sẽ cho ra hình dạng tinh thể khác với nước tiếp xúc với nhạc jazz, nhạc rock. Nước được đựng trong những cái bình chứa có dán nhãn ghi chữ cảm ơn sẽ cho ra hình dạng tinh thể đẹp hơn là nước được đựng trong những cái bình có dán nhãn ghi chữ đồ ngốc. Bất kể là chữ đó được viết bằng cái ngôn ngữ gì thì thông điệp tốt đẹp hay xấu xa, nước đều có thể cảm nhận được và biến hóa tương ứng. Wow, tiền nổi không? Tác giả không hề nói suông mà đã sử dụng cả hình ảnh và những cái phân tích khoa học để giải thích cho những cái kết quả này, nên nó cũng khá là thuyết phục. Ngoài ra, nước còn có khả năng sao chép và ghi nhớ thông tin. Điều này thì nếu bạn có xem Frozen 2 thì bạn sẽ thấy là cậu chàng người tuyết Olaf cũng có nhắc đến điều này đó. Có nghĩa là Walt Disney cũng tin vào giả thuyết này á. Nhưng mà tại sao nước có khả năng sao chép và ghi nhớ thông tin? Theo như tác giả thì mọi thứ tồn tại trong vũ trụ đều có một cái tần số riêng và nước thì phản chiếu trung thực những cái rung động đó, đồng thời chuyển chúng trở thành dạng hình ảnh có thể nhìn thấy được bằng mắt. Có nghĩa là mọi cái vui buồn của chúng ta đều có một cái tần số và nước sẽ có thể cảm nhận được. Và những cái tần số được tạo ra từ những cái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương, biết ơn sẽ cho ra những cái hình dạng tinh thể rất đẹp và ngược lại. Do đó khi mà chúng ta nói chuyện với dòng nước, với cành cây, ngọn cỏ, với con chó, con mèo thì tất cả đều có thể hiểu được những gì chúng ta đang nói. Thông qua một chất dẫn trung gian chính là nước. 70% cơ thể người là nước. Vì vậy mỗi người chúng ta là một giọt nước trong lòng đại dương vũ trụ. Và bạn cũng biết đó, khi chúng ta nhỏ một giọt nước vào lòng đại dương, chúng sẽ tạo ra những vòng tròn lan tỏa. Có nghĩa là dù muốn hay không muốn thì những cái vui buồn của chúng ta đều có tác động đến vũ trụ bởi những cái tần số phát ra từ cảm xúc của mình. Vì vậy tác giả đã nhắn gửi đến người đọc là hãy gửi lời cảm ơn đến vũ trụ, đến tự nhiên để tạo ra cái sự cộng hưởng của những cái tần số tích cực. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình, cho những điều tốt đẹp, cho lòng biết ơn đến vũ trụ. Chưa bao giờ làm điều tốt lại dễ dàng như lúc này, bởi vì xung quanh chúng ta đều là nước. Do đó chúng ta chỉ cần đơn giản làm một việc thôi, thành tâm gửi đi những lời chúc. Nếu bạn hỏi mình có hoàn toàn tin vào những điều mà tác giả đã trình bày hay không thì mình xin trả lời thành thật là không hoàn toàn đâu. Bởi vì mặc dù tác giả đã sử dụng những cái cơ sở khoa học để chứng minh cho những cái luận điểm của mình, nhưng với mình thì nó vẫn quá mới mẻ và cũng hơi khó để chấp nhận hoàn toàn những điều này. Tuy nhiên, mình cảm thấy tất cả những gì mà tác giả nêu ra đều rất là thú vị và đáng để thử nghiệm. Nếu như việc cầu nguyện có thể mang đến hòa bình cho thế giới, góp phần chống biến đổi khí hậu, giúp thanh lọc không khí, thanh lọc nguồn nước và bảo vệ hành tinh thì mình sẵn sàng thử. Còn bạn thì sao? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!